Thế hôm qua thì mưa như này thì có dột vào trong nhà tí nào không ông? Có dột mà, hôm nay cái bàn này nó lật đi bên kia hết thì trời nó mưa về đây hết. Thật lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ thì Mạnh khoanh tay chào con các bà nhá. Nói to lên. Con kính chào các ông các bà. Con kính chào các ông các bà. Có vẻ như là không biết là Mạnh thì cái gì được cô bác này, vừa dùng cái bút đỏ vẽ ở đây. Ở đây ai làm cho Mạnh ấy? Hả? Sao nào? Ngồi xuống này. Ngồi đây chú bảo. Ở đây là ai viết cho Mạnh? Mạnh tự làm á? Mạnh tự làm, Mạnh lấy cái gì biết? Bút đâu? Có bút à? Hả? Một tí đi rửa mặt nhá. Nhá. Bây giờ Mạnh đi rửa mặt nhá. Đấy, lời đầu tiên thì cho hai anh em xin gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả các bác anh chị và khán giả. Lời đầu tiên thì cho hai anh em xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Thưa cô bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục xuống nhà của em Mạnh cô bác ạ. Tối hôm qua thì mưa rất là to. Đấy, sáng nay thì trời cũng tạnh mưa một chút rồi. Đấy, thời điểm là bây giờ thì đến chiều rồi, có một chút hưởng nắng rồi. Thì cháu được xuống dưới nhà của hai ông cháu cập nhật cái tình trạng mà tối hôm qua hai ông cháu là gặp phải cái tình trạng như thế nào không có bác nhá. Thế Mạnh thì cho chú hỏi thì tối qua Mạnh ngủ đâu? Mạnh ngủ ở đây, ngủ nhà này à? Đó. Thế tối hôm qua có mưa to không? To. Mưa to á? Thế mưa to có thế tối hôm qua mưa là có rơi trúng tay của Mạnh không? Không. Không à? Thế hôm qua mưa có vào nhà không? Đi. Vào à? Thế là mưa vào nhà à? Thế là hôm nay Mạnh không có đi học không? Không. Tại sao Mạnh lại không đi học? Trời mưa à? À, có vẻ là thưa cô bác ạ, sáng hôm nay thì mưa rất là to. Không biết là dưới nhà của hai ông cháu có mưa đá không? Nhưng mà các bác có theo dõi được là những cái thước phim của các anh YouTube hay là những các anh chia sẻ lên thì tại cái thời điểm hiện tại thì ở Hà Giang thì nó ảnh hưởng bởi những cơn bão mà rất là lớn cô bác ạ. Kèm theo đó thì còn cả mưa đá nữa. Thì có vẻ như là tối hôm qua thì nhà của hai ông cháu thì chắc cũng không thể tránh khỏi được cô bác ạ. Nhìn thấy là những cái tấm những cái thanh mà trước mà để bà chắn ở đây này cô bác này thì cũng rơi hết ra ngoài rồi. Đấy, ông thì hiện tại là đang ở trong nhà để mà quét dọn lại một chút cô bác ạ. Ui. Chào ông nhá. Ôi tối hôm qua mưa hết xuống cái này không? Thế là hai ông cháu là tối hôm qua ngủ như thế nào không?
ông đưa cháu đi nhà trên ngủ, ông không ngủ đây xem mà trên đi long ngồi mà lúc mưa to đưa cháu lên nhà trên á, nhưng mà đưa cháu lên trên nhà trên là đi nhà ai không? Nhà cháu trên này mưa to quá. Nhà cháu trên à? Nhà này đủ hết đấy. Thế hôm qua thì mưa như này thì có rột vào trong nhà tí nào không ông? Có rột mà hôm nay cái bàn này nó lượn đi bên kia hết thì trời nó mưa về đây hết. Thế là tối hôm qua là cái tấm bạt này nó bị lật hết ra ngoài không? Vâng. Thế là tối hôm qua là một mình ông ngủ đây thôi à? Vâng. Lúc đấy là vừa gió to nữa, mưa to nữa. Ra ngoài không ra được, không đi được. Có vẻ như là trận mưa hôm qua với lại sáng nay có bác và mưa rất là to. Thậm chí là hiện tại cháu Lực đang đứng ở đây này, có bác này ở đây còn bị hình như là bị mưa dịa giọt xuống hay sao ướt hết rồi. Chỗ này hay là Mạnh lấy nước đổ ấy Mạnh, có phải không? Không phải à? Thế là chăn màn thì có bị ướt không ông? Bán bị ướt mà. Chăn được. Chăn thì cũng bị ướt à? Chăn vừa lấy cái bàn này, cái này tôi che cái chân với cái nó cũng ướt. Thế là tối hôm qua là ông ngủ là lấy cả cái chăn này phủ, lấy cả cái bạt này phủ lên trên chăn luôn à? Vâng. Cũng có bàn phủ thì chân nó ướt hết rồi đấy. Rồi. Cái bàn này nó lên bên kia hết mà, cái này này. Thế nó bị lật như này thì cái này con còn sáng không ông? Vẫn sáng chứ? Chắc cũng sáng thôi. Đây, thấy vẫn có pin này ông ạ, chắc là vẫn không có ảnh hưởng gì. Có vẻ như là trận mưa hôm qua thì khiến là Mạnh là còn không dám ngủ ở nhà các bác ạ. Ông còn sửa nữa, sấm to lắm mà, sửa nó cuối này. Sợ nó đánh cái này á? Cái này thì không sợ đâu ông. Có vẻ như là tối hôm qua thì có cả mưa này các bác này, kèm cả gió rất là to và có cả thêm sấm sét rất là lớn nữa. Thế là sáng hôm nay là Mạnh không đi học được không? Sáng nay thì cả bà nó không đi được, mưa to. Thế là hôm qua mưa đến sáng nay. Thế là hầu như là mưa to quá thì chắc là không đi được thì cô giáo cũng cho nghỉ à? Vâng, chắc cho nghỉ thôi. Vâng. Hôm nay là thứ sáu là học một buổi. Vâng, thế là hôm nay là cũng học một buổi, mai là cũng được nghỉ rồi nhỉ ông nhỉ? Vâng. Thế mấy bao, mấy bao ở bên này là bao bao gì đâu? Này có sen, có sen thôi. Đây là để cho lợn với cho gà. Cám. Đấy, Mạnh thì có vẻ như là tối hôm qua là mưa nhiều quá cô bác, thành ra là cho ông là cho Mạnh lên trên đấy ngủ ấy anh. Thằng này. Nhà đồ nó chảy ôm nó thì không đi kịp. Vâng. Thế là tối hôm qua là ông gửi Mạnh lên trên nhà Quyết lên trên là để ngủ. Còn là ông là một mình khác ngủ đây. Vâng. Ông đi một lúc. Trời sắp tạnh mới về. Trời sắp tạnh là mới về thôi à? Lúc tôi mèo đi là mới to mà. Vâng. Thế là tối qua Mạnh có ngủ qua đêm đấy không? Không ngủ qua đêm đâu, đến ngày thì tạnh rồi, ông lại đi đón về. Thế nó không ngủ đâu được một đêm nào mà. Thế là có vẻ như là Mạnh là chỉ thích là ở với ông là nhiều thôi cô bác ạ. Hôm qua thì sau cái trận mưa hôm qua thì có vẻ như là nhà của ông thì hầu như là nó bị nghiêng đi một chút hay sao rồi đấy cô bác ạ. Tại vì là nó mưa bão nó to quá. Cái bàn này nó nhỉ. Cái cây đặt kia nó cũng cây nhỉ. Cây đặt trên thì nó cũng bay là. Vâng, cái đặt cây nó cũng bay ra bên này hết mà. Cái mưa như này thì bây giờ mấy nữa mà đến mùa mưa thì làm sao mà dám ở thêm nhiều nữa không? Đúng rồi, làm. Nào Mạnh ngồi đây. Mạnh ngồi đây một tí. Ngồi đây Mạnh. Cái bé trên này. Làm tạm cái bé trên này à? Vâng. Nào Mạnh ra đây. Đấy, ngồi đây. Ngồi đây một tí nữa. Đây, ngồi đây. Cho cháu không có chú bụng. Cháu à? Nhưng mà bây giờ sửa lại chỗ kia xong là mua Pro xong là lập ông ạ. Mua Pro lập xong là có thể là lúc nào mưa quá thì hai ông cháu là có thể ngủ trên được. Chứ ngủ như nhà này thì làm sao mà có cả Mạnh là dám ngủ được. Hôm nay là tối thì ban đêm. Với oam sáng nay á, độ tầm mấy giờ không?
trên xấu giới mà những đứa mèn đi hoang và tí là trời sấm to tối gió thổi cả mây mù hết tối om à không đi được nữa. Thế là thành ra là Mạnh mới không đi học đúng không? Vâng. À. Đi đường là đi xa ấy. Vâng. Đi, lúc đấy mà đi thì gió thổi sự cây đủ vào người. Vâng. Thế là tối hôm qua mưa to thì Mạnh có sợ không? Sợ. Có sấm sét to có sợ không? Sợ. Sợ à? Đấy, mưa to đến nỗi là ông không dám cho Mạnh là ở đây ngủ nhờ, ở đây ngủ của bác ạ. Phải đem ra nhà hàng xóm, đến lúc nào mà tạnh mưa thì là mới đem Mạnh về nhà. Thế hôm nay không đi học thì thứ hai đi thì liệu cô giáo có nói không? À? Cô giáo có nói Mạnh không? Nói. Nói á? Thế nói thì Mạnh trả lời như nào với cô giáo? Dám nói thế không? Có à? Hả? Mạnh thì là một cậu bé mà cực kỳ mà đáng yêu bác ạ. Thế là đến lúc nào mưa thì là ông cho Mạnh đến nhà hàng xóm à, hay là có lúc thì cho, có lúc không cho? Mưa to quá là gì, mưa vừa thì không đi đâu. Mưa vừa là không đi à? Vâng, mưa ít à. Vâng, hôm qua thì có vẻ như là gió báo rất là lớn rồi nhỉ? Vâng. Có cả sương mù nữa. Gió báo là chỉ có lúc thì có mưa đá nữa thì chỉ. Vâng, thế hôm qua mưa đá thì nó có đập vào trong nhà, thủng vào trong nhà này không ông? Mưa đá thì cái này thủng hết đấy. Thủng hết à? À thế hôm qua là không mưa đá đúng không? Không mưa đá đâu. À, thế là chỗ... gió thổi. Thế hôm qua là khu ở dưới nhà ông là không có mưa đá đâu hả ông? Hôm qua không có. Không có à? À có vẻ như là nó sẽ nằm mà mỗi vùng là một khác cô bác ạ. Ở dưới nhà ông thì chắc là không có mưa đá nhưng mà gió to thì có chứ không? Có, gió to có mà. Gió to thì có à? Vâng. Mày là bây giờ là đi rửa mặt nhá. Đây là dính cái gì nhỉ? Nhá. Nhá. Đây, thế nào đây, nằm đeo tương mắt. Đây, thế nào đây. Đấy, đi rửa mặt đi. Thế Mạnh là nói cái là tự biết là đi rửa mặt các bác ạ. Đi xem là em ấy rửa mặt là như thế nào. Thế là ở phần phía bên ngoài là ông đã làm xong rồi đúng không? Chỗ này hay không? Tìm cây rào không bây giờ ấy? Thế là bây giờ là đi mua pro được rồi nhỉ? Thế để mà xem hôm nào là có pro thì cháu sẽ chở lên trên xong là mấy ông cháu mình sẽ đi vác pro từ trên kia xuống. Chỗ này thì ông tính là độ tầm bao nhiêu tấm không nhỉ? Mười mấy tấm không nhỉ? Thế còn tính 15 tấm chắc không đủ, có nên phải chắc 20 đấy. Tầm 20 tấm là 10 tấm. Vâng, mỗi bên là 10 tấm đúng không? Vâng. Vâng. Thế thì bây giờ cứ lấy xuống là 20 tấm đó. Vâng. Xem là còn thiếu thì lấy thêm. Vâng. Đấy còn tối nay thì chắc là sau này là hai ông cháu là ngủ đây luôn thì ngủ đây luôn đúng không? Vâng. Ở dưới nhỉ? Vâng. Vâng, ở dưới nhà này thì nó thật sự ra là hôm qua ông bảo đấy thì là mưa các bác thì là cái phần bạt ở trên kia là nó lật hết sang bên này à ông? Lật sang bên kia à? Là rơi bên này à ông? À. Ồ, thế là cây này là bay hết ra đây à ông? Ôi giời. Đấy bây giờ thì đang chuẩn bị là có thêm gió ở đấy cô bác ạ. Cái này thì hôm nọ ông có lấy buộc không ấy nhỉ? Buộc lâu lắm gì vậy? Cái này là nó mục hết rồi. Cái nặng kia là nó mục hết rồi đúng không? Đấy. Lúc mà cháu Lực mới bắt đầu xuống chia sẻ hoàn cảnh của ông ấy cô bác thì các bác cũng nhìn thấy rằng là ngôi nhà của ông thì khá là nếu mà mưa vào ấy thì dồn vào trong nhà. Đấy, tuy nhiên là cháu Lực cũng đã mua bạt rồi. Đấy, nhưng mà mua bạt này thì về lâu về dài thì nó không thể là chắc chắn được. Nó chỉ có
À, nó để được một cái thời điểm nào đó đó thôi. Mày đi rửa mặt chưa? Hả? Đi rửa mặt đi. Hay là khăn mặt thổi, gió thổi đâu rồi? Hả? À, khăn mặt gió thổi đâu rồi? Không biết là... Ôi. Có vẻ như là con trâu thì cũng khá là cũng to cho nên nó cũng hiền được ông này, con trâu này. Đi rửa mặt đi mày. Lấy xem có khăn mặt ở đấy không? Hay là trôi đi rồi? Rửa hết cái đỏ đỏ đi. Đấy, rửa hết cái đỏ đỏ đi, mắt còn đấy. Đấy, ra đây chú rửa cho xem nào. Xem nào. Nào, bị xính đỏ đỏ nữa. Vừa rồi Mạnh bôi cái gì đây ấy, hả? Hả? Sau không được bôi nhá. Nhớ chưa? Rồi, từ từ. Không thể lau được của bác ạ, nó còn một tí. Rồi, đấy, đi đi. Mày không sợ trâu à? Hả? Đi đường này, vừa mới rửa tay xong. Đi. Vừa mới rửa tay chân xong đã trèo lên lại lên trâu rồi. Có vẻ như cũng khá là can đảm đúng không bác? Con trâu to đùng như thế mà cũng dám kéo sừng con trâu chứ. Cái tảng đá này ông có đục ra không ông? Tảng đá này. Tảng đá này chắc là không phải đục ra đấy nhỉ? Mày nữa. Một người không lấy ra được không? Cho thấp hơn ống như này. Chỗ này pro chỉ lập đến tầm đến nay thôi hả ông? Nhưng mà sợ là nước thì dưới kia nó chảy xuống đây không? Đào rãnh không nhỉ? Nay là hôm nọ là ông tự một mình ông khác làm à? Có ai hộ ông không? Ông làm thôi. Một mình ông làm thôi à? À, chỗ trẻ này thì có vẻ như là rất là khó nhỉ. Mày đi dép vào đi. Đừng có trèo thế. Nhiều. Kỳ lông. Đi dép vào. Không được trèo thế nhớ chưa? Thì bị ngá đấy nhá. Bị ngá là gãy cổ đấy nhá. Gãy cổ gãy tay ấy, không được đâu. Nhá. Vừa rồi thì ông đi chặt thêm một chút cái cây về để mà buộc lại cái phần nhà của ông một chút cô bác ạ. Buộc cái tấm bạt đấy. Này dùng cái này một tí, dùng cái này để buộc không? Có vẻ như là trước với ông buộc là nó bị hỏng hết rồi nhỉ. Thế Mạnh thì hình như là vừa đi thay áo mới sao rồi cô bác ạ. Nào không treo như này Mạnh ạ. Không treo. Đấy, có vẻ như là chỗ này là rất là quen thuộc với lại Mạnh rồi cô bác. Ai dạy Mạnh hát bài kia đấy? Mạnh thử hát thế nào? Hát thế nào? Nào, khoanh tay thế nào? Khoanh tay hát thế nào? Hát thế nào? Hát à? Hát thế nào? Hả? Hát thế nào? Hả? Hát thế nào? Thả nhá.
hay những cái món đồ chơi của Mạnh thì chỉ có là dùng bằng cái xe rùa ông dùng để mà đẩy cát, đẩy sỏi thôi các bác ạ. Đấy, một mình là cũng khắc biết chơi. Đấy, ông thì hiện tại là đang sửa lại cái phần nhà bên này một chút các bác ạ. Mày có lấy mũ không? Hả? Có lấy mũ không ấy? Đây. Nhà chú đây là ở trên này à chú? Nhà chú á? Vâng. Ở bên kia ấy. Nhà chú ở bên kia à? À, thế là vừa rồi ra đây chơi hả chú? Ừ, ra đây chơi à. Vâng. Vậy ông thì có vẻ như là đang đi tít xuống dưới để mà buộc lại một chút thôi các bác ạ. Chứ không là là tối nay là nó lại thổi là bay lại bay cái phần bạt này lên đấy. Mày có đi được trên này không? Hả? Có đi lên được không? Hát thú ra gì? Buộc ở đâu không? Ở đây không? Đây á. Biến vào đó hát giá mày, hát đi sơ chê, lên mày à? Chỗ này là phải trèo được lên đâu bạn, nhưng mà không trèo được lên chỗ này ấy. Cái này phải cái to cơ. Đây Mạnh trèo lên xuống cái kia buộc nhá. Trèo được đi không? Hả? Không trèo đâu, không đi đâu. Không trèo đâu, tí trèo được không buộc được đâu. Đây, sang năm sau là lên lớp 1 thì sẽ là biết làm nhiều việc hơn các bác. Năm nay thì mới được có 5 tuổi thôi, vẫn còn đang đi vào nhà trẻ thôi. Có vẻ như là phần chú của ông ở dưới kia thì buộc khá là khó hay sao các bác ạ. Đến chiều nay thì có vẻ như là nắng lên là một chút rồi. Đây còn là phần là phía bên này thì hầu như là nó bị hỏng hết rồi các bác. Ôi, ở trên này còn có nước nhiều đấy ông này. Ở chỗ này còn có nước nhiều lắm này các bác. Chỗ này buộc sắp được chưa ông? Buộc sắp được chưa? Còn lấy dây đều không? Ủa, đây này, cô bác này. Còn nước nó động lại rất là nhiều. Bây giờ thì hiện tại là cháu Lực cũng chỉ biết là cùng ông khắc phục có như thế nào thì biết là khắc phục như thế thôi cô bác. Cũng không có chưa thể phải bỏ ra số tiền mà lớn để mà làm cho nó chắc chắn được. Hiện tại thì cái phần tiền quý của ông thì cũng được là hơn 100 triệu rồi các bác. Đấy, tuy nhiên thì là chỗ Lực đang phân vân rất là nhiều những cái mẫu nhà để mà làm. Đấy, nhà của hai ông cháu thì vừa rồi cháu Lực đi xuống ấy, thì cháu Lực cũng đã ghi hình cái thước phim mà xuống cho tất cả các bác là cùng xem cái quãng đường nhà của hai ông cháu ấy. Khi mà xuống là mưa ấy. Đường để mà gọi là đi nguyên xe máy thôi là còn là khó, nếu mà lai thêm vật liệu thì xuống rất là khó, còn là cực kỳ khó khăn nữa các bác. Chắc chưa ông? Thế là tối hôm qua là cái bạt này nó bị lật hết sang kia không? Vâng, được cũng được mấy tháng rồi nhỉ ông nhỉ?
cái chỗ phần phía bên này là chỗ ngủ của hai ông cháu, cho nên là phải làm lại cho nó kiên cố hơn một chút cô bác, cho nó không phải là kiên cố mà để mà cho nó chắc chắn hơn đó. Bên lấy là còn buộc thêm máy dây nữa không? Còn lấy dây nữa không? Không lấy nữa à? Vâng. Trèo trèo được lên đấy không? Rồi, dép dép vòng rơi rồi. Làm sao mà trèo được đi vào trong kia để buộc không? Này ông buộc cái kia chắc rồi à? Ôi đây con sâu nhiều lắm rồi nè. Con kia. Ôi chúng đây có vẻ như là dưới chỗ này là ông để làm chuồng các bác. Nước động lại từng gọi là từng húm một luôn rồi này. Chỗ này thì chắc là độ phải được tầm 30. Có vẻ như vào chuồng gà của ông sau ấy. Đá này thì ông mấy nữa ông để xếp vào đâu ấy? Xếp dưới kia lên à? Cho nó rộng hay nào? Rồi. Rồi, rồi, dưới xuống rồi nhé. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng ông là sửa lại cái chỗ mà gọi là mái nhà của ông một chút rồi cô bác ạ. Đấy, còn phần phía bên kia thì ông sẽ... Còn phần phía bên này thì để một hai hôm nữa cháu Lực sẽ mua pro ra để mà lập, để cùng ông để lập. Hôm nay là ông buộc củi để mà để nấu cơm hay là buộc làm gì ông? Để nấu cơm à? Củi này thì có vẻ là khô rồi ông nhỉ, củi đấy. Bé Mạnh thì phải nói là cũng là rất là ngoan các bác ạ. Năm nay mới chỉ 5 tuổi thôi. Thế là Mạnh là có đi đâu làm gì giúp ông không? Có đi lấy củi được không? Không đi lấy củi được á? Thế là ở nhà làm gì? Ở nhà chơi thôi á. Ở nhà thì cũng chỉ đi quanh là hầu như là cùng ông đi đâu là Mạnh đều đi theo đó cả các bác ạ. Đấy, còn về cái lán của ông các bác thì là hiện tại thì ông đã làm xong rồi. Còn về cái phần trên đấy thì cháu Đức sẽ mua pro xuống để mà lập cho ông để cho nó chắc chắn hơn một chút cô bác. Hay như cô bác nhìn thấy cái ngôi nhà bên này thì phải nói là bây giờ thì đang đến mùa mưa rồi. Và cái phần bạt của nó thì cũng đã bị là mục đi khá là nhiều rồi cô bác. Bây giờ mà để mà thay thì cũng phải nói là đều thay đi thay lại thôi.
Đấy, lúc mà cháu Đức vừa mới xuống chia sẻ thì cũng không biết có, không biết cách nào để mà giúp cho ông, để cho lúc mà trời mưa gió xuống thì không cho nó dột vào nhà ấy, thì là mua bạt xuống. Ở chỗ này thì ông có vẻ là đang ngâm cứu để mà làm giường này luôn cô bác. Thế là mấy hôm nữa hai ông cháu là sẽ ngủ đây luôn à? Vâng. Cái nhà ở dưới thì hầu như là nó bị mục hết rồi đấy. Mạnh với Quyết đi xuống này, không trèo cao lên tí đâu. Hay không trèo cao, đi ra kia chơi đi. Đi chơi ở kia đấy. Không trèo đâu. Còn Quyết nữa, đây này. Đấy, Quyết thì là bạn của Mạnh của bác ạ. Tọc nhá, dê. Nhưng mà liệu ngủ đây thì nước ở trên kia nó có chảy xuống không? Đắp cao nó lên đấy ông nhỉ? Thế nhưng mà ông ai dùng trâu buộc ở trên thì chất thải của trâu nó xuống thì nó sợ nó mùi quá không? Vâng. Đây thì ông bảo là lập ở cái phần trên xong thì là hai ông cháu nó sẽ ngủ tại đây luôn các bác. Tại vì là chỗ này thì cái cột của nó thì làm cũng khá là thấp và cháu được nhìn thấy là cột của ông làm ấy thì cũng khá là to và khá là chắc chắn, cho nên là những có những cơn mưa cơn bão về thì ông có thể là ngủ tạm ở đây được. Đấy các ông, cái khoảng thời gian này thì cái phần kinh phí hiện tại cháu được đang cầm bao nhiêu thì các bác ở trên kênh cũng đã biết hết rồi. Cũng có rất là nhiều bác có nói lúc đầu thì định làm cái nhà sàn, nhưng mà có rất là nhiều bác ở trên kênh và Mạnh Thường Quân có đóng góp ý kiến rằng là nếu mà làm nhà sàn ấy thì là cũng tốn một khoản tiền mà cũng khá là lớn, và hầu và để mà làm nhà sàn thì không có được cho lắm, cho nên là bây giờ cháu Lực vẫn đang do dự về cái phương án là làm nhà ghép hay là làm bằng nhà xi măng của bác đấy. Nhưng mà nếu mà để khoản mà cái phần kinh tế ấy, còn là cái phần kinh phí của bác để mà vận chuyển hay là để mà làm được ngôi nhà để mà nó to như kiểu nhà của em Sử với em Hải ấy, thì là một khoản cũng khá là lớn của bác chứ không phải là ít. Ở đây thì còn như nhà của em Sử thì nó cũng cùng gọi là vận chuyển vật liệu là còn là dùng bằng xe máy để mà chở được ấy, còn là nhà ông thì là chỉ là lên trên chỗ mà cháu được hay để xe ở trên kia thôi đấy, nhưng mà để mà chở được vật liệu vào chỗ đấy thì cũng khá là khó khăn của bác. Đây cũng cháu Lực cũng đang cân nhắc và thêm đợi thêm một thời gian nữa xem là cái phía đường ở trên này xem là bên thôn người ta có đào mở rộng ra không. Nếu mà mở rộng ra thì xe máy có thể là chở được vật liệu là vào ở tận phía trên này luôn cô bác ạ. Cái tảng đá này thì là ông không đập nó ra không, tảng đá này? Bố tạ. Tức là để ui, nếu mà đập được cái tảng đá này thì ông đào ở đây có luôn à? Có luôn. Ở đây có luôn á? Thế là hai cái thanh ngang này là ông định chế ở đây là làm giường ở đây luôn à? Hay như hôm qua đến sáng hôm nay thì cái lượng mưa và cái lượng mà báo ấy các bác thì rất là lớn. Và cháu Lực cũng đi xuống nhà ông để mà ghi hình cho tất cả các bác là cùng đã biết về cái cuộc sống của hai ông cháu này, cũng như là sau khi mà có cơn mưa cơn bão về thì ngôi nhà của hai ông cháu là bị như thế nào các bác. Thế có Mạnh thì có vẻ nhà rất là thích leo trèo lên trên này các bác này. Mạnh là không được leo lên trên này nhá, được chưa hả? Không có chặt tay chặt chân, bây giờ ngã xuống đây là chết đấy. Đấy lại đi đâu rồi, lại đâu lại, có lẽ là cái thời lượng thức phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác, và cảm ơn các bác đã theo dõi video và cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới hai ông cháu. Thế bây giờ thì ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác không nhá. Xin chào các bác rất nhiều nhá. Đấy nào, Mạnh chào tạm biệt các ông các bà đi nào. Đứng lên, khoanh tay.
Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, cháu Lực xin chào tạm biệt các ông các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.